Năm cũ sắp qua, năm mới Quý Mão sắp gõ cửa rồi. Hệ thống xe máy nhập khẩu Bình Dương xin kính chúc quý khách hàng một năm mới an khang thịnh vượng, cung hỷ phát tài, vạn sự như ý, gia đình đoàn viên. Với phương châm phục vụ tận tâm, nhiệt tình sẻ chia, công ty của chúng tôi luôn hướng đến mục tiêu mở rộng kinh doanh để đưa đến khách hàng những sản phẩm uy tín, chất lượng, giá cả hợp lý. Từ đó, góp phần tạo nên độ tin cậy dành cho khách hàng. Với nhiều phân khúc xe đa dạng mẫu mã, màu sắc bắt mắt đem lại nhiều sự lựa chọn dành cho khách hàng. Xe máy nhập khẩu Bình Dương luôn tận tâm, nỗ lực hết mình để đem đến cho khách hàng chất lượng dịch vụ tuyệt vời nhất. Xe máy nhập khẩu Bình Dương xin cảm ơn quý khách hàng, quý đối tác đã luôn tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi để chúng tôi ngày càng hoàn thiện và vững bước trên những chặng đường tiếp theo. Xe máy nhập khẩu Bình Dương, chúc mừng năm mới!